sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm của mình đến hoạt động ngân hàng và ngành ngân hàng. Trong thư gửi Hội nghị Cán bộ Ngân hàng tháng 1 năm 1965, Bác căn dặn, cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn. Khắc ghi lời căn dặn của Bác và thực hiện các chỉ thị kết luận của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ được thành lập theo quyết định số 599 QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, đơn vị có tổng số 15 cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, ban giám đốc có 3 đồng chí, 1 giám đốc, 2 đồng chí phó giám đốc, 12 cán bộ thuộc các tổ chuyên môn nghiệp vụ, có trụ sở làm việc khang trang, xanh sạch đẹp, phương tiện làm việc đáp ứng được công việc. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, không vì mục tiêu lợi nhuận mà hoạt động vì mục đích an sinh xã hội. Công tác triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các chương trình cho vay ưu đãi đã trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng và thuận lợi nhất. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng gặp nhiều khó khăn thách thức như thiên tai dịch bệnh thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, giá một số mặt hàng nông sản thực phẩm thấp, không đủ bù đắp chi phí, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Nguồn vốn để triển khai cho vay các chương trình tín dụng chủ yếu là nguồn vốn do Trung ương chuyển về, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay trên địa bàn. Song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của tập thể cán bộ trong đơn vị, hàng năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, chi bộ đã thực hiện tốt kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là kim chỉ nam định hướng hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, mang tính bền vững, hoạt động cho vay thu nợ, lãi và các nhiệm vụ trọng tâm được cơ quan tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch và đạt kết quả tốt, nền nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu của các phòng giao dịch cấp huyện và hội sở. Tổng nguồn vốn đến 30 tháng 4 năm 2024 đạt trên 573 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trên 116 tỷ đồng so với 30 tháng 4 năm 2021, tỷ lệ tăng đạt 27,9%. Chất lượng tín dụng được giữ vững, đến 30 tháng 4 năm 2024 là năm thứ 8 liên tục đơn vị không có nợ quá hạn. Năm 2023, đơn vị là một trong 5 đơn vị cấp huyện trên toàn quốc không phát sinh chuyển nợ quá hạn 12 tháng liên tục. Từ năm 2021 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã thực hiện giải ngân 312.028 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao, cho gần 6.300 lượt hộ vay vốn qua các chương trình tín dụng, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ năm 2021 đến năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 1 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và nhiều giấy khen của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Qua các đợt phát động thi đua, từ năm 2021 đến năm 2023 đã phát hiện và đề nghị khen thưởng 7 cá nhân điển hình tiên tiến và đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
học và làm theo Bác từ những việc bình dị nhất, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã nhận đùm bọc, chở che, giúp đỡ cho một chiếc lá chưa lành. Em Dương Trọng Hiếu là học sinh lớp 9, sinh sống tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, thuộc huyện Đồng Hỷ cũ, nay là thành phố Thái Nguyên. Em mồ côi cả cha và mẹ, hiện đang ở với bà nội ốm đau, bệnh tật liên miên. Sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của em Hiếu, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã quan tâm ủng hộ và giúp đỡ từ năm 2016 bằng chính tấm lòng và sự đóng góp của các cán bộ trong đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị được chi bộ triển khai thực hiện thường xuyên trong từng tháng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao ý thức đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất về quan điểm, ý chí và hành động trong chi bộ, tăng cường mối quan hệ giữa chi bộ với quần chúng, mở rộng các loại hình tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm thông tin kịp thời, xác định công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng của chuyên môn và công đoàn bộ phận, chi đoàn thanh niên. Trong 3 năm, chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 2 buổi sinh hoạt chuyên đề tại ATK Định Hóa và tại Phủ Chủ tịch cho các đảng viên, cán bộ, công chức. Tổ chức kết nạp đảng cho một đồng chí tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Tổ chức chương trình khen thưởng cho con em đảng viên, cán bộ viên chức của đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Các con em của cán bộ ngân hàng đều chăm ngoan học giỏi. Có một cháu đạt huy chương vàng Olympic quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc, 3 cháu đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, nhiều cháu đạt học sinh giỏi. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ tích cực học tập và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Đến năm 2030, Phòng Giao dịch phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 10%, dư nợ tăng 96 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt khoảng 1.051 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng nhiệm vụ ngân sách địa phương đạt 10%, dư nợ tăng trưởng nhiệm vụ ngân sách địa phương đạt 10 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 71 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã đặt ra nhiều giải pháp cụ thể. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đến cán bộ đảng viên trong cơ quan, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá, được xác định tại nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023-2024, chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng chính sách xã hội, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cơ quan. Tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ thực hiện tốt chỉ đạo của ngành dọc cấp trên về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phương châm sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, và đánh giá việc thực hiện đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, đảng viên và người lao động Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã đang và tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, cùng chung tay đóng góp xây dựng huyện Đồng Hỷ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên, luôn bình yên, luôn hạnh phúc, sung túc, thân thiện và sớm trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như mong muốn của người. Miền quê vang vọng tiếng cười, ngân hàng chính sách rạng ngời.